Rồi, chào cả nhà này, hôm nay chia sẻ quý vị cô lạc bánh cuốn này. Hôm nay đi ăn sáng bên chợ Hồ Thị Kỷ nhé. Rồi, chia sẻ cái này luôn. Chưa diễn tính mà đã không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xem bán ở đây.
bia. Dạ. Dạ. Phong nằm trong này. Đúng rồi, đó. Rồi chợ ngoài là chợ Hồ Thị Kỷ. Thì đường Hồ Thị Kỷ, chợ Hồ Thị Kỷ. Cái này là chợ hoa trong này. Đây luôn, đúng rồi. Đường Hồ Thị Kỷ. Dạ. Có nhiều người vô thì tại vì cái khu này là người Nhật Kiều Công Chia ở nhiều. Nhật Kiều Công Chia ở nhiều. Đây là gọi là chợ bán đồ Công Chia nhiều. Cũng một số ít thôi nhưng mà ta nấu cái kiểu này, cái thức ăn người ta nấu nấu nó dùng miền nó lai lai Công Chia. Lai Công Chia chút xíu. Còn miền Tây mình nấu thì nó hơi khác chút. Dạ. Ra cái khu này bây giờ là gọi tới 2-3 chợ luôn, tại vì chợ chợ hoa nó nằm cái hoa nằm cái bên luôn, đúng rồi, sát bên hết luôn, đúng rồi. Đây buổi sáng này bà con đi chợ rất là đông, đi chợ mua đồ rất là đông nhá. Các bạn xem cái cảnh buổi sáng mà đây là con chợ này, cái chợ này. Chào cả nhà nhá, hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo. Chúc cả nhà có một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả nhá.